cho các bạn nha. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ quay cổng cho các bạn xem. Wow, wow, trời ơi, chưa có giới thiệu rồi nữa. Từ anh làm quá anh ơi. Thì bữa nay có những cái trường hợp đặc biệt là những cái anh này phía trước đang bị ủng ứ nha các bạn. Hiện tại là anh này đang chạy lên để mà tìm cho mình một cái len để mà đi nè. Trời ơi, chưa có chào hỏi các bạn xong nữa là anh nạp ra quá trời luôn rồi nè. Yeah. Wow, mình đang không gian là anh đang đi cái luồng nào đây các bạn, thì hai bên đây các bạn hơi ngược nắng chút xíu nha. Mình cảm thấy ngược nắng thì xem rất là khó chịu nha các bạn, xem thông cảm cho mình nha. Ở dưới này đi lên luôn, mình phải đưa máy lên trên rồi nó hú kìa, nguyên gian luôn đây các bạn. Bánh lái của ảnh nè, ngồi vô luôn rồi. Cái anh ghe anh đang đi qua bên đây rồi đấy các bạn. Đây, trở lại với cái anh xà lan này đây. Ôi ôi, cuốn nước bên kia luôn kìa các bạn ơi. Nè, nước nó quận lên đây luôn nè. Đây mình sẽ xem ảnh lên rồi anh sẽ đi qua cái len bên kia nha các bạn. Nghe cái tiếng nó hú cũng rất là phê các bạn. Đây, ở trên đây thì trên màn hình nhỏ các bạn là rất là nhiều cái phương tiện đang che ở phía trước đây các bạn. Đang đi rất là từ từ đây. Wow. Ôi. Đây. Giờ mình sẽ trở lại mình xem cái anh sao lan siêu to khổng lồ này. Để mình quay cảnh ngoại cho các bạn xem chút xíu nha. Ở ngoài kia thì có một cái anh xà lan rất là to đang căng ngang cái đường của những cái anh em xà lan vô đây các bạn. Wow, đây còn rất là nhiều phương tiện đây. Đây cái anh này cũng rất là bự nè. Mình sẽ đợi cái anh nó lên luôn nha các bạn. Giờ mình sẽ xem cái anh này vô đây trước nè. Còn bữa nay phương tiện Kiên Giang vô rất là nhiều nè. Đa số là những phương tiện nổi thôi các bạn ơi. Quay càng cận hơn thì nó bớt chá hơn đây các bạn. Ở phía sau nhìn tới thì chiếc xà lan cũng rất là đẹp nè. Đây, tiếp tục xem cái anh xà lan này đây. Chiếc này cũng Kiên Giang luôn đây các bạn. Cái anh này vô thì anh chạy rất là đàng hoàng nha các bạn. Wow, từ từ cho ga lên rồi đây. Cái mũi anh đang tiến thẳng tới cái đích xà lan trên luôn đây các bạn. Đây nguyên cái thằng của anh đây. Còn vô càng luôn. Anh bắt đầu dè lại đây. Ô nạp ra luôn hả?
Đây chú này, chú đang yêu cầu lên mạng đây các bạn. Wow, đây là chiếc xà lan của chú đi đây. Chú đi ngang cho nó là quay đi, tao cho tao lên mạng với thì mình sẵn không quay luôn nha các bạn. Ở phía trên này thì mình còn mấy anh xà lan nhỏ nhỏ nè, chúng ta đang cho phương tiện mình đi lên đó là từ từ đây các bạn ơi. Wow, tiền của chú đây. Chúc chú một ngày thuận lợi nha, chúc chú mình thành công trên con đường liều lái những chiếc xà lan to như thế này nha. Wow, chiếc cánh chiếc của chú rất là đẹp. Đây thì khoảng thời gian chờ đợi cũng đã đến rồi đây. Anh xà lan Hải Phòng có hai con mắt ở phía trước đó là ngầu đang vô cống đây các bạn. Wow, hai cái mỏ neo à. Cái mũi của anh thì bằng trang à các bạn ơi. Đây, phía trước của anh này thì có mũi trước nhai giật nè. Wow, chớn anh đi rất là nhanh nè. Chớn đang đi rất là nhanh đây các bạn. Chiếc này cũng tầm chiều dài cũng tầm khoảng từ 40 thước nha các bạn. Rồi rồi có bánh da lại kìa. Ồ quá rồi. Đây cái bánh lái của anh đây các bạn. Nước nó đạp lên rất là dữ. Đây là cái đích xà lan Hải Phòng đây các bạn. Đây tiếp tục xem, tiếp tục xem một cái anh Hải Phòng vô nữa đây. Chiếc này thì cũng đưa cho mình một cái hai cái mỏ neo phía trước, nhưng mà bên đây thì nó rụng nụ hết cái rồi đây các bạn. Đây ở trên sơn cái màu cũng đẹp lắm đây. Mình rất là thích những cái anh xà lan này nha các bạn. Ủa dính cây ở trên rồi kìa. Rất là hên nha, xíu nó gớt cái đèn đó luôn rồi các bạn. Chúc mấy anh em này thuận lợi trên con đường vận chuyển hàng hóa nha các bạn. Wow, chiếc xà lan này cái tôi cũng y chang như chiếc xà lan lúc nãy nè. Cùng một lò đi ra hay sao đây các bạn ơi. Đây đằng sau mình lại có một số anh em chạy vô lại nhỏ đây các bạn. Wow, hai anh luôn. Các bạn, chiếc này đang lên gòi đụng luôn. Trời ơi. Cái này anh đẹp mà anh chạy ẩu quá. Anh đang nối đuôi cái chiếc xà lan phía trên nha các bạn. Quá đẹp luôn, chiếc xà lan này rất là đẹp. Ở phía sau cũng không kém gì đâu các bạn. Nước đang lớn, thằng nhảy vô để giữ khoảng cách an toàn đó, chen bánh xanh tắt vô trong này là lấy ra không được đâu á. Hai chiếc đều chạy tới lớn trong đó không biết nào. Sẽ phải bị dè lại nữa rồi này.
có họ.